Hai, Thành mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Thì tiếp tục một ngày đi thăm bãi gắn đó nha. Thì bữa nay Thành thăm luồng bãi gắn hoành Diện Thọ nha. Bữa nay coi có kết quả thế nào nữa không. Thì cái luồng này thì nói chung ra Thành thăm bữa hổm nên còn lại 5 cái. Thành chưa thăm 5 cái đó, chắc hồi Thành cũng thăm cuối cùng luôn. Rồi Thành mời cô chú anh chị các bạn trải nghiệm cùng với Thành đi thăm những cái bãi rắn kết quả thế nào. Thăm cái đầu tiên đây nha cô chú anh chị. Cái đầu tiên đây coi có không. Cái luồng này thì luồng bãi gắn này Thành thăm là có kết quả lắm nha các bạn. Đằng bên đây bên kia không nhớ rồi. Đằng bãi viết không nhớ nha các bạn. Không thấy phao. Cái gà người ta sắp cắt cái tội. Chuột Thành nó bị kiến cắn quéo quéo luôn các bạn ơi. Cái đầu tiên bị kiến cắn với nhiều thò kiến lửa, khủng khiếp kiến lửa luôn, không còn gì rồi. Lớp mái này ghét là vô quá trời luôn, bít cái bẫy luôn. Đây là hổm Thành dính con hoành nè, mà bít này có trời nặng lắm các bạn ơi. Rồi có phần hoành rồi. Quá tát mà chết luôn bà nội ơi. Từ nãy giờ. Ồ. Vô kèo nha các bạn. Em ơi em mà thấy nặng nha, hai bịch lúa. Con này ví dụ nhất còn thấy cái đầu nhỏ vậy trời. À, nó nặng dữ lắm nha các bạn. Rồi Thành ganh bắt hai em gắn luôn. Con này chỉ còn nãy. Ghê các bạn. Này 6 lạng. Đã không? Hết hộp nhé. Đây, để Thành bỏ em nó vô cái thằng này tâm tiếp nè. Rồi cái bảy thanh chúng nó lấy nè các bạn ơi, dạch ra lấy cái bảy thiệt tình chứ, sao khu này lấy bảy hoài trời. Đưa mình đẩy dây mà lấy cái bảy gỡ dây đồ ra điện dây lại
hôm nay mắc nhiều rồi nha, ba cái rồi nha, thấy không, thọ quá mà tình nào mấy ngắn nhất rồi, ba cái bẫy, cái đây còn đây, lấy luôn đây. Cái này còn chắc phải rút cái đường này ra các bạn ơi, vì người ta lấy bẫy quá. Rút cái để đây đi, trong đây anh còn có 4 cái mà, 5 cái mà lấy hết 3 cái, thôi lấy hết 2 cái. Đây cũng có 1 cái mà. Giang hồ hiểm mát, mấy anh giang hồ không tha cho mình hết trơn, cái đầu cũng phá với mình hết trơn trời, mình ngộ quá. Rồi cái bẫy cực khổ quá các bạn, rồi, anh em chơi kỹ quá. Khúc này nói chung ra là không có dính mà vào cái khúc mắc bẫy nè. Tôi đợt hôm nay chưa dính con nào, khúc mà kia dính, khúc trong này không dính. Rồi chuột vẫn còn luôn, rút anh kiếm chỗ khác anh đặt nha các bạn. Khu này hôm nay thanh bị mất hết 3 cái, nay mất 2 cái, bữa mất 1 cái, 3 cái. Bẫy này còn không đây, chúng nó lấy nữa rồi. Anh không đem bẫy, không đem lúa theo luôn, chắc mình rút luôn đó. Rút luôn chứ đợi đi, chúng lấy cái thanh hết trơn, cái không dính, còn đằng kia 1 cái nữa nha. Gom ra mấy cái nè các bạn, là dính đường co hành này. Hành cũng nhỏ chứ không bự, chạy cái luồng khác các bạn, ở đây bị người ta lấy bẫy hoài, lấy bẫy hoài chắc nghi phá sản luôn á. Gom ra tổng cộng mấy cái à, 2, 4, 6, 7 cái nha các bạn. Giờ 7 cái này mình đi kiếm luồng khác mình đặt để mình bắt ngắn ngon hành này ra để phá sản luôn á. Cái luồng này là thơm lên vô không dính, là gắn bệnh mình bệnh không á nha các bạn. Và giờ thôi đành số phải rút bẫy rồi, không có để nữa. Phạm thấy 1 cái này, lấy 2 cái. Luồng này đi lần nào cũng có dính gắn nhất đây nha các bạn, có lần dính 2 con. Tôi kiếm luồng khác đặt chứ để con này sắp thay da nè, sắp lột xác. Gấp máy đây, cái thành kim chỏ thành xuống mấy cái bẫy này nha, để thăm tiếp nha. Mấy cái bẫy chưa có đi đặt lại nè, và thăm mấy cái bẫy này đi là tính. Cho cái nhà tè đây, người ta đạp tép cái bẫy luôn. Chuột còn đây luôn, mình đặt cái bẫy đâu là mình nhớ nè. Đây cái con đây không đây, hay dưới kia đây không biết đây. Cái đầu cái chuột nó phân ra, chuột gã xác nha các bạn.
bản này bữa dính con ngắn chỗ này là không dính rồi. Chuột còn nha các bạn. Chà trời, văng dần thì hết hồn luôn các bạn ơi, mà biết con gắn được hay không. Trời ơi con nào. Chắc đang thấy thấy nè. Hơi được. Một đống luôn. Không hết biết giờ cầu nặng cái là đè dễ qua nha. Chà cũng có lý nha. Ôi đây thấy luôn cái cục phân mà nhìn thấy là phê liền nè. Ôi đó lên hình cái cục phân mà thấy chỗ nó cắn cái mình mình không còn. Rồi để thanh ra thanh thăm cái đằng kia, cái thanh bắp nó ngay trong cổ chân chị. Một phân nằm ở dây rồi thôi. Cái bẫy thanh đặt bên đây hay đằng kia. Xuống đây nè. Thật khúc nào đây. Đây. Đó, kiến không? Kiến là phải chuột ao rồi đó. Còn nha các bạn. Kiến nó nằm ở trên. Anh mới lại kìa, anh dính con hành nhỏ nè. Wow, con này đã. Cái bẫy này là bữa Thanh mới chạy nền đó các bạn. Mới chạy nền chứ. Cái này nó mất tiêu quá là so luôn các bạn. Nhưng mà dính đó nè.
tài không à. Ngắn mà dính cái này không cà phê. Anh giờ còn được có coi tám cái này hết nha các bạn. Còn 8 cái 7 nữa hết. Rồi đã thành ốp máy rồi nha. Chuột còn nữa thôi. Lại dính hai con ngon quá à, nãy giờ thăm hai cái không dính con nào không? Wow, nhỏ nhỏ các bạn. Ba. Đây là con cái này. Kia rất là đạp lép luôn. Đây. Rồi, còn hố bành ba nữa. Rồi. Bắt hàng gắn cái luôn. Xong cái thanh kiếm chỗ đập nó cái bẫy luôn, nhét nhét lại. Hồi có gắn. Hồi này không dính 4 con đó các bạn. 2 3 con nhỏ, 1 con bự. Hồi thành dính 4 con. Đúng là độ hình huyền thoại. Rồi, cái khúc này là xong rồi nha các bạn, còn 5 cái bẫy bỏm nên còn sót lại á. Hồi tính đi thăm 5 cái bẫy còn sót lại cái nữa rồi là hết bẫy luôn á. Giờ anh kiếm chỗ anh đặt mấy cái bẫy này lại mới được. Cái bẫy của thành chó đó. Làm gì trời? Quái trưởng.
chuột còn các bạn. Nãy bên kia mất hết. Hết một cái. Cái nằm ngoài, cái nằm mất. Cái cuối cùng. Nó cắn còn ngay. Cái này của em dính con hoành chà bá nọ. Rồi, dính nữa. Dính đều nhỏ chứ không bự nha các bạn. Phân nó ị đâu này. Cái cuối cùng dính cũng có lý. Con hay con nằm cục lên cái lùi à. Chắc con quá. Cái cuối cùng là cái có tiền. Này chạy cho Thanh mất hết 3 cái nha các bạn. 3 cái, 3 cái hay 4 cái gì? 3 cái phải. Cái kia thì bị hư. Không mất mà nó bị hư rồi. Thanh sửa lại không được. Nè tôi gắn lên ngoài 2 kg các bạn ơi, tủ này với ngoài 2 kg gắn á, này chắc cũng cỡ 2,7 kg 2,8 kg à. Rồi Thanh cũng tạm ngừng clip luồng gắn hổ hành huyền thoại của Thanh nha. Thì anh Thanh cũng hẹn cô chú anh chị lên clip sau. Chúc cô chú anh chị các bạn xem clip bẫy gắn thư nghệ giảng cùng với Thanh nha. Rồi Thanh cũng chân thành cảm ơn, bye bye.